Tại triển lãm, khoảng 300 gian hàng của 220 doanh nghiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên cả nước tham gia giới thiệu đến các khách tham quan mua sắm các mặt hàng như thực phẩm rau củ quả tươi, thực phẩm chế biến, mô hình tự trồng rau quả tại nhà theo công nghệ mới. Một số gian hàng còn có chương trình khuyến mãi, ưu đãi giảm giá kích cầu cho khuôn khổ hội chợ. Song song đó, Ngày hội cá cảnh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2017 cũng sẽ giới thiệu đến khách tham quan mua sắm các loại sinh vật cảnh đa dạng, mới lạ. Hội chợ sẽ diễn ra từ nay đến ngày 13 tháng 11 năm 2017 tại công viên Lê Văn Tám, đường Hai Bà Trưng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.